Xin chào tất cả các bạn, mình là Julie. Mình đang là một người chủ nhưng mà đồng thời cũng là người thợ làm bánh chính tại tiệm bánh Anh Đào, cơ sở ở Sydney, Úc. Lần đầu tiên thì mình xuất hiện trong một video clip hướng dẫn kỹ thuật bắt hoa với giọng nói của chính mình. Hy vọng rằng mình có một giọng nói dễ nghe để mọi người có thể dễ dàng đón nhận nhé. Chắc là biết không, rất nhiều khách hàng thân thiết của tiệm bánh nghĩ rằng Anh Đào là tên của mình, nhưng thật sự thì không phải. Anh Đào là tên của tiệm bánh của gia đình mình tại Việt Nam. Và một điều rằng mình cảm thấy vô cùng may mắn và cả tự hào nữa khi là một thế hệ tiếp theo trong một gia đình có truyền thống làm bánh như vậy. Trong tiếng Việt, Anh Đào còn là tên gọi của một loài hoa rất đẹp nở vào mùa xuân. Có lẽ nói đến đây thì mọi người cũng dễ dàng đoán được lý do tại sao những mẫu bánh hoa luôn là một thế mạnh và đồng thời cũng nhận được rất nhiều sự ưu ái, sự tỉ mỉ và cẩn trọng mà mình và các bạn trong tiệm luôn dành hết thời gian vào nó. Video này là một mẫu bánh hoa đơn giản, dễ thực hiện cho những bạn mới bắt đầu trên hành trình học làm bánh của mình nhé. Hy vọng các bạn, những người đã và đang theo dõi video clip này sẽ cảm thấy thích thú và cùng tận hưởng như cách mà mình đang làm ra chiếc bánh này nhé. Cuối cùng là cảm ơn các bạn đã theo dõi và đón chờ các bạn ở những video clip tiếp theo.